Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi picnic. Tại vì là hoa đào ấy nó chỉ nở 2 tuần thôi, xong nó sẽ rụng hết, không còn nữa. Thế nên là phải đi nốt chứ đúng không? Nhỡ nó rụng hết thì làm gì còn cơ hội lần tiếp theo để ngắm hoa đào. Hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người theo. Mình cũng không biết là hôm nay mình làm gì khác so với lần trước không, nhưng mà mọi người xem hộ ấy. Hôm nay mình mặc một cái váy điệu tưởng chết. Không biết là có lạnh không, nhưng mà kiểu hôm nay là ngày nóng nhất trong tuần rồi. Thế nên là let's go. Ngày thứ 7, mặc dù đã 5 giờ chiều nhưng nạ xoay xoay ơ thì xoay thì đã không nhìn rõ rồi rồi xoay bạn ơi nạ, ôi phải chăng đây là một công chúa
đi lạc vào cái gì, rừng lưỡi, rừng gì? Rừng mơ. Không ăn hành mọi người ạ. Xin chào, buổi sáng tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ đi một ngày relax, đi chơi ở thành phố. Thành phố à, Đen Hát. Không biết thành phố nào rồi. Ở lâu lắm rồi chưa đi thành phố Đen Hát mọi người. Ở đây mà không hiểu, đi cái thành phố khác. Mất không? Hôm nay mình đi chơi thành phố Đen Hát tại vì là mình xem ở trên cái trang mạng xã hội TikTok, người ta đi ăn món bánh cá Nhật Bản nhưng mình cũng muốn đi ăn. Rõ ràng ta muốn ăn gì nữa cơ. À, kem sữa phố. Đấy thì nếu có thời gian chúng ta sẽ về thành phố Rotterdam để đi mua đồ. Đó. Lâu lắm mới dùng kem chống nắng nâng tông, đẹp đấy. Mọi người hãy dùng kem chống nắng nâng tông. My biggest beauty hack. All right. Let's go. All right. Long time no Den Haag Central. Me too. Nó trời siêu nắng rồi mọi người ạ. Đường mà ta đứng xù dưới đất. Thế á? Làm gì? Đấy, thăng phí nữa. Rẽ thẳng đâu? Đi thẳng lại trái. À đúng đúng đúng, đối diện cái hàng sumo nướng kìa. Hả? Đây như kiểu là tại hiện đầu buổi sáng ấy. Chưa? Đâu?
À. Một cái cheese sausage này à. Ăn cô như đậu đỏ lắm. Một ăn custard. Một cheese, một custard à. Như rộng quá. Đậu đỏ nữa. Ba cái. Nhật Bản. Nó ít bột. Ừ, công nhận nó thử ăn nhiều bột hơn tầm tầm nhiều rau. Là tốt hay xấu? Tốt, tốt là sức khỏe. Lắm. Wow. Bánh hai nhân. Đúng. Và chuyển nó ra. Tôi ăn liền đây, tôi không đợi bạn nữa đâu. Ngon. Vị custard siêu ngon luôn. Mình thích 11 điểm. Chứ nó không ngọt xong nó còn dẻo dẻo ấy. Giống cái nhân ở trong cái bánh thì cây ngô ở nhà. Ngon lắm. Ngon nhỉ. Những Nhật Bản luôn. Nhân cuối cùng. Đậu đỏ. Kirsch. Mình xin được khép lại. Vị custard top 1. Vị cheese top 2, vị này top 3. Thế đỏ hơn custard. Vị custard lắm. Trời nắng chưa này? Quá trời luôn á. Bước trên con phố mà nó nắng như thế này thì cảm thấy là tốt thì mình đã nhớ ra một cái chống nắng. À, rõ nè. Bước vào mà đã có mùi xương rồi. Thank you so much. Thank you. Goodbye. Em gelato đấy. Gelato mà. Mày thấy cái hộp này nó gelato. Ngon lắm. Ngon ngon. Nếu bạn không ăn được ngọt thì ngon thật. Chứ không không ngọt này đâu. Bây giờ thì nó chắc là nó tùy ngày. Không chứ thì nó đỡ ngọt hơn. Đúng vị cay phết quá bổ. Cái hãng này nhá. Có bé mà to thật đấy. Tao bạn che mắt thôi mà. Không phải còn mang vào cái mắt ấy. Một con tram dừng cả tàu bị đổ. Station the Central Train Station. 15 phút nữa. Thank you.
Vậy là video ngày hôm nay đã kết thúc. Chúc mọi người đã có một ngày xem phim. Ôi dồi ôi, chiếu rạp à? Ủa phim về cuộc đời tao à? Mọi người dù xem vào cái này vào thời điểm nào, chúc có những ngày tốt lành. Ôi dồi ôi, nắng quá trời của đất. Chúc mọi người có những ngày thật là vui vẻ. Và thôi có thế thôi, chào mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video và mọi người cho mình một like and comment. Nếu thầy tâm đánh máy không? Nếu những ai đã xem đến đây thì hãy comment em muốn gì hay hơn. Tôi này ta cho mày chọn đấy, ta cho mày chọn xe đạp. Ok vậy thì mọi người hãy comment em muốn gì xe đạp. Ok bye bye. Mặc dù mình biết là video vừa kết thúc rồi nhưng mà bây giờ là tối thứ hai và mình vừa mới edit xong cái video cho tuần này, là cái video mọi người vừa xem ấy. Và mình vừa nhận được một thùng hàng to như này. To. Thế nên là mình sẽ unbox cùng với mọi người nếu mà mọi người đã xem đến tận đây. Mình sẽ unbox cho mọi người xem cùng luôn. Đây là một chiếc, mọi người chưa biết đúng không? Để mở cho mọi người xem. Dust bag. Chưa đến sản phẩm. Đây là một chiếc túi đến từ thương hiệu Teddy Black. Teddy Black đã gửi tặng cho mình. Họ nhắn tin cho mình, họ bảo là muốn tặng mình một chiếc túi. Thế nên là mình đã chọn chiếc túi này. Phù hợp với mùa hè đúng không ạ? Đây, chiếc túi như thế này. Hình bánh mì. Mình không biết gọi là hình gì nữa. Hình giống cái bánh ấy. Mình nghĩ rằng chiếc túi này sẽ phù hợp với việc đi chơi vào ngày mùa hè. Lúc đầu mình nghĩ là cái túi nó bé, nhìn nó vẫn bé thật, nhưng mà nó to cực. Ý là nó đựng được nhiều đồ ấy. Mình cũng chưa đựng đồ, mình chưa biết. Nhưng mà ý mình là trông nó rất to luôn ấy. Để mình mở ấy. To. Bên trong siêu to luôn ấy. Thì mình thử đựng đồ vào đây xem đựng được những gì nhá. Dưỡng tóc vừa bôi 125ml, họ mít phi. Hết đồ quá. Mọi người có thể thấy là mình đựng cả thỏ Miffy vào thì nó vẫn có thể đựng thêm một con thỏ Miffy rưỡi nữa. Mình thấy các chị Hàn Quốc có cái túi này các chị hay thắt nó lại, sau nó sẽ thành cái túi bé. Ngoài ra chúng ta còn có thể cuộn sợi dây này lại và nhét vào trong, và thế là nó đã biến thành một cái gì nhỉ? Clutch. Đó, rất xinh đúng không nào? Một lần nữa xin cảm ơn Teddy Black đã gửi tặng mình cho chúng ta. Và nếu mọi người cũng muốn sở hữu một chiếc túi như thế này thì hãy sử dụng code của mình ở dưới description để được giảm giá 30% nha. Bye bye.